Hello, chào anh em nhé. Chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm chút gọi là bầu cua nhá. Đấy, lâu lâu thì đổi gió tí và anh em có thể thấy là con bầu cua này tôi đánh giá là một trong những con game rất là ok luôn. Trong thời điểm hiện tại nó là một con mà có thể gọi là ngang ngửa với một tài xỉu anh em ạ. Tỷ lệ bú liếm cực kỳ cao. Hôm nay là 464M thì cứ cố gắng là tầm 70M thì nghỉ anh em nhá. Ở đây là có thể bắt được một con cá nhẹ nhàng 3 lít. Nhẹ mạng lát quá, mạng của tôi này lát quá anh em ạ. 3 lít của cá, có cá luôn anh em ơi, có cá luôn, tuyệt vời. Xem nào, khả năng là từ từ để tôi tải lại cái nhá, tải lại cái lát quá. Xem nào, đấy lên 64M2 rồi. Đấy. Và bầu cua, vẫn là bầu cua nhá. Ok. Ra gì đây? Hay à, ra cá tiếp này, vẫn là ra cá, ra tôm, ra hiêu, ra cua. Ba con này đang bền cả. Anh em cũng có thể chơi theo kiểu là nó ra con gì thì anh em đánh con đấy. Thì anh em có thể thấy là cá đang có tỷ lệ bệt ở đây. Đấy, cá đang có tỷ lệ bệt ở đây. Ở tay này thì chúng ta sẽ bắt vào một con tôm anh em nhé. Nhẹ nhàng 1M vào tôm, được chưa? Nhẹ nhàng 1M vào tôm. Nó lại ra cho ba con tôm cái này. Không chỗ lãi ngay đúng không? Lại quá là tuyệt vời. Quên mất tình trạng này là đây rồi. Đây rồi. Ui rồi, hai con tôm anh em ơi. Ấm quá ấm luôn. Ok chưa? Mẹ đánh nó phải nét. Đâu nhở, cua đây rồi, cua ra rồi, bầu đâu nhỉ? À đây rồi, bầu xuống tay thứ tư thì mẹ mình Innova bầu luôn, được chưa? Lên 45M, 65M nhá. Kiếm tiền không khó anh em ạ, kiếm tiền không khó đâu. Một con game rất là tiềm năng và anh em nhớ nhá, nếu như mà anh em bắt từ tay thứ năm nhá thì anh em sẽ phải dự phòng cái mức cược của anh em là ui lại hai con bầu cơ. Còn thế chưa lị, thế anh em sẽ phải dự phòng cái mức gấp thép của anh em tầm là 5 tay nhá. Nếu mà anh em bắt từ tay thứ 5, còn nếu mà anh em bắt từ tay thứ 4 thì anh em sẽ cộng thêm một tay gấp thép nữa. Đấy, tức là anh em bắt càng sâu càng này ấy, thì anh em càng phải gấp thép nhiều nhá, nhớ chưa? Ở đây thì chúng ta có thể thấy là con gà xuống tay thứ 4 rồi. Đấy, tôi sẽ bắt con gà tay này nhá, nhẹ nhàng tay này bắt 5 lít thôi, tại vì là gà tay này thì nó khá là chênh vênh, chưa đến tay thứ 5, vẫn chưa phải là một tay đẹp. Đấy. Ok, thấy chưa? Nó vẫn chưa ra. Chúng ta đã thành công chốt lãi từ 64 lên 67 rồi anh em ạ. Quá là tuyệt vời đúng không? Đấy, một phiên chơi khá là thành công. Ở đây thì 5 này, 1M nhá. Đấy, cứ tăng lên thôi, cứ gắp thép lên thôi. Và với con gà ở tay thứ tư thì chúng ta sẽ đâu đấy khoảng tầm tối đa gấp thép 6 tay là nó sẽ trả cho anh em tôi nhá. Đấy. 4 nay thì căng đét rồi, sợ cái gì đúng không ạ? 4 nay thì căng đét rồi. Ok. Tôm hiêu. Vẫn là đợi một con gà và anh em có thể thấy là con cua nhá. Con cua nó cũng bệt xuống đến tay thứ mấy ạ? Nó bệt xuống tay thứ 5 rồi. Đấy thì chúng ta sẽ vào dần cua tay này nhá. Gà vào 1M đúng không ạ? Cua vào 5 lít và tôi sẽ nâng con gà lên là 2M. 2M rưỡi, được chưa? Con cua này thì thực ra nó khá là đẹp nên tôi sẽ vào thêm 3 lít vào cua đi. Nhá. Đấy đơn giản đúng không anh em? Đơn giản nhưng mà mạng này hơi lát thì anh em nhìn nó hơi giật giật tí thông cảm nhá. Đây rồi, có gà. Đấy con vào tiền nhiều hơn thì nó ra nhiều hơn, à nó lại ra. Và cua thì vẫn chưa ra. Anh em có thể thấy là với cái tình trạng mà nó đi cầu đôi như này, đấy, đi cầu đôi rất là nhiều đúng không ạ? Thì cái tỷ lệ mà nó ăn được của chúng ta đánh theo phương pháp này của tôi thì nó sẽ thấp hơn đi anh em nhé. Thấp đi đấy. Chắc là chúng ta đã lên 68M rồi đúng không ạ? 68 và vừa nãy vào cua 8 lít đúng không ạ? Thì cái này vào 2M luôn. Cứ coi như là tay đầu tôi vào 1M đi. Vẫn chưa có cua. Đấy và chúng ta gãy ở tay thứ hai. Gãy thứ hai đúng không ạ? Nào tiếp tục đến tay thứ ba nhá. Tiếp tục đến tay thứ ba và anh em thấy là bầu nó cũng là một cái con rất là tiềm năng. Cái tay này sẽ cược lại vào cua, được chưa? Thêm tiền.
4m rưỡi, ok, và thêm vào bầu 1m, đấy, chặn hai đầu luôn, bởi vì hai con đang có tỷ lệ ra rất là cao. Tôi chỉ cần một con cua thôi là tôi ấm rồi. Nhưng mà nó ví dụ mà nó ra ba con cua thì mẹ đúng là ui rồi hai con anh em ơi, thôi nghỉ thôi, ăn con này xong thì ấm con mẹ bằng chết luôn rồi còn gì nữa. Tao xem bao tiền rồi nào, quê mẹ lên con mẹ 73, 64 lên 73, đấy là 9m thôi, nghỉ thôi nhá, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau.